Đó chính là cái vị trí két sắt của căn nhà, và trong video này tôi sẽ nói với các bạn cái phong thủy của két sắt. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của công ty cổ phần thiết kế phong thủy Phùng Gia. Ở trong những video trước, tôi có nói tới phong thủy của nhà ở và tôi đã giải thích từng vị trí một của căn nhà chúng ta cần phải làm phong thủy như thế nào. Thì có một cái vị trí này khá là thú vị mà tôi cũng nhận được nhiều cái câu hỏi liên quan, nhưng mà các bạn hay bỏ qua cái vị trí này. Đó chính là cái vị trí két sắt của căn nhà, và trong video này tôi sẽ nói với các bạn cái phong thủy của két sắt. Những cái câu hỏi mà liên quan tới két sắt ấy, thường thì ít khi tôi nhận được câu hỏi là để két sắt ở đâu. Ít khi là những cái gia chủ của tôi có thể là hỏi trực tiếp câu hỏi đó, mà họ sẽ hỏi rằng là làm thế nào để tôi có thể giữ được tiền. Rồi có rất là nhiều người tâm sự với tôi rằng gia đình tôi buôn bán rất là tốt, gia đình tôi làm ăn kinh doanh rất là tốt, thu nhập rất là cao và lợi nhuận cũng rất là lớn, nhưng mà không hiểu sao không giữ được tiền, cứ mất tiền vào những cái việc là việc không mất tiền vào việc này thì lại mất tiền vào việc kia, rồi là không phải chi cái việc này thì lại phải chi cái việc kia. Rồi có những người thì lại nói là không hiểu là tiền nó thất thoát đi đâu, mặc dù lợi nhuận rất lớn, thu nhập rất là cao. Vậy thì các bạn phải hiểu rằng là cái việc mà thu nhập lớn, lợi nhuận cao có nghĩa là tài lộc lớn, kiếm được nhiều tiền, không có nghĩa là các bạn giữ được tiền. Cái phần kiếm được nhiều tiền và phần giữ được tiền nó lại là hai phần khác nhau. Hay ở trong phong thủy nói rằng phát tài nó khác với cả tụ tài. Tụ tài là một cái yếu tố nó khác hẳn là phát tài. Các bạn thấy không ạ? Tôi có thể ví dụ ra những doanh nghiệp rất là lớn hoặc là những người làm tới những chức rất là cao thì tài lộc rất là nhiều, nhưng rồi cuối đời, rồi tới cái giai đoạn mà trung niên hay là cao niên của họ thì đều là tay trắng. Đó là vì sao ạ? Vì không giữ được tài, không giữ được tài lộc. Vậy thì ở trong phong thủy, cái việc kích hoạt tài lộc lên thì ai cũng để ý tới, ai cũng luôn nghĩ rằng, ai cũng luôn yêu cầu rằng là phải kích hoạt tài lộc và làm cho tài lộc về nhiều, nhưng mà ít người chú ý tới cái phần mà tụ tài và giữ lại tiền của. Nên một trong những cái phép để mà giữ được tài lộc đó chính là dùng phong thủy của két sắt. Két sắt chính là một trong số những cái thuật số để mà chúng ta dùng để mà chiêu tiền và phải giữ lại được tiền. Thì ở trong video này tôi sẽ từng bước nói cho các bạn rõ cái công dụng thực sự của két sắt ở trong phong thủy. Thì chúng ta sẽ đi tuần tự vào những phần sau. Phần thứ nhất là phải hiểu công dụng và công năng của két sắt trong phong thủy. Phần thứ hai sẽ là phương án để mà an vị cái két sắt đó vào trong cái cung vị đẹp nhất của nhà bạn, cung vị đúng của nó. Và thứ ba là sẽ chia sẻ với các bạn cái cách, phương pháp và phương án để mà kích hoạt cái phong thủy của két sắt để mà tụ tài cho các bạn. Trước hết là chúng ta phải hiểu đúng về phong thủy của két sắt. Một số chuyên gia phong thủy, một số những chuyên gia phong thủy ở một số cái sách vở online, tôi thấy rằng là nói rằng là dùng két sắt để mà kích tài lộc, thì tôi xin trả lời luôn là không có chuyện đó. Vì két sắt, bản chất của nó, bản chất đúng của két sắt ấy là chúng ta dùng để mà để những cái đồ vật quý giá, đúng không ạ? Để mà chúng ta cất những đồ vật quý giá hoặc là cất tiền mặt. Vậy thì đó là một vật để mà tụ tài và tích trữ, chứ không có tác dụng để mà kích hoạt, không có tác dụng để chiêu tài lộc, đúng không ạ? Nó cũng giống như con tỳ hưu ấy. Rất là nhiều người đang dùng sai con tỳ hưu, dùng tỳ hưu để mà chiêu tài chiêu lộc, nhưng thực ra không có. Tỳ hưu là dùng để giữ tài giữ của, giữ tiền giữ của và tích trữ của cải, chứ không có tác dụng là chiêu tài chiêu lộc. Nên những cái kiến thức không phải chính phái, những cái kiến thức sách vở, những kiến thức cóp nhặt đó, các bạn khi mà dùng thì coi chừng, kiểu là lại từ cái công năng chúng ta đang mong muốn lại bị xuống lại những cái phần chúng ta không mong muốn. Rồi ạ, thì các bạn đã hiểu là cái công dụng của nó rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ từng bước đi vào cái bước đầu tiên là an vị cái két sắt của chúng ta vào cái phương vị có nghĩa là vị trí và hướng. Phương là hướng, còn vị là vị trí. Thì chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên là an vị cái két sắt vào phương vị tích tài, phương vị tụ tài của két sắt ở trong căn nhà của chúng ta. Rồi sau khi đã hiểu về chức năng và nhiệm vụ của cái két sắt rồi ấy, thì bây giờ chúng ta tới cái bước đầu tiên nhá. Bước đầu tiên là an vị cái két sắt này
ở trong đúng cung vị của nó để mà tích tụ tài lộc. Và vì dùng để mà tụ tài nên ta phải đặt nó đúng vị trí là tụ tài chứ không phải ở vị trí kích tài. Rất là nhiều người mà hay nhầm lẫn ở cái phương án là cái phương án là tích tụ tài và kích tài này. Thì có hai phương án để mà an vị két sắt. Phương án thứ nhất là an vị vào cái vị trí tụ tài chung của toàn bộ căn nhà. Phương án thứ hai là an vị vào một cái cung bản mệnh của một người duy nhất ở trong cái toàn bộ cái căn dương cơ và cái cuộc đất đó. Vậy thì cả hai phương án này nó đều có điểm tốt và điểm hạn chế riêng. Cái phương án thứ nhất ấy, phương án thứ nhất là chúng ta an vị két sắt vào trong toàn vào cái vị trí tụ tài của toàn bộ căn nhà, toàn bộ cuộc đất đó ấy, thì sau khi mà chúng ta kích hoạt đấy, tài khí của toàn bộ cái cuộc đất đó sẽ được tích tụ ở cái két sắt và phân bổ năng lượng phù trợ cho toàn bộ các thành viên ở trong cuộc đất đó, toàn bộ thành viên ở trong cuộc đất đó. Và như vậy thì nó sẽ phân tán đều, nó phân tán đều chứ nó không phải là tụ tài cho một thành viên duy nhất nào cả. Còn cái phương án thứ hai là chúng ta an vị vào trong cái vị trí của cái cung bản mệnh của một người duy nhất ở trong cái cuộc đất đó, thì toàn bộ cái tài khí nó sẽ chỉ tụ cho một người mà thôi. Đó nên là tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ dùng các cái phương án khác nhau. Thì các bạn hỏi tôi là thế phương án nào tốt, phương án nào không tốt, thì tôi đã trình bày ở trên đúng không ạ? Nó phải tùy theo từng trường hợp. Ví dụ như các bạn mà ở trong căn nhà của chúng ta, trong nhà chúng ta mà có nhiều người cùng là lực lượng lao động như nhau, thì chúng ta nên an vị vào cái cung vị của toàn bộ căn nhà, thì tài lộc sẽ được chia đều cho những cái người cũng cùng là lao động, cùng tạo ra giá trị và cùng sản xuất như nhau. Nói tóm lại là mang tiền về kiếm tiền như nhau. Còn nếu như nhà của chúng ta có một người làm trụ cột và một người có một cái thu nhập đột biến rất là lớn, thì chúng ta chỉ cần an vị vào dành cho một người mà thôi. Cái trường hợp thứ nhất thì nó sẽ dành cho những cái gia đình mà có những người, nhiều người trưởng thành cùng đi kiếm tiền, cùng ra ngoài kinh doanh. Còn cái trường hợp thứ hai, an vị vào cái cung vị mà chỉ có dành riêng cho bản mệnh của một người, thì sẽ dành cho cái trường hợp mà nhà, ví dụ như gia đình vợ chồng trẻ chẳng hạn, thì có người chồng làm kinh tế chính đúng không ạ, thì chúng ta sẽ an vị vào cái vị trí là tụ tài của cái cung bản mệnh của cái người chồng, của cái người kiếm tiền chính đó. Thì đối với những cái kiến thức này thì có người lại hỏi tôi là thế bây giờ tôi vừa muốn tụ tài cho cả gia đình mà vừa muốn tụ tài cho cái người mà đi kiếm tiền có được không? Có nghĩa là đầu tiên là đặt một cái két sắt vào trong cái vị trí tụ tài của toàn bộ nhà, và sau đó là nhà có bao nhiêu người thì mỗi một người đặt một cái két sắt ở một cái cung bản mệnh, thì như thế có được không? Thì tôi cũng xin nói luôn là, tôi cũng xin giải thích luôn là như này. Cái khí trường nó vào trong căn nhà của chúng ta ấy, nó chỉ có một cái nguồn năng lượng cố định thôi. Ví dụ như cái nguồn năng lượng của tài khí chẳng hạn ấy, cái khí trường của tài khí chẳng hạn, nó vào trong nhà chúng ta nó chỉ có mức năng lượng là 100 thôi. Vậy thì nếu như các bạn lại chia ra như cái phương án là một cái cho toàn bộ căn nhà rồi mỗi người một cái, thì nó cũng như vậy thôi đúng không ạ? Nó cũng là 100 xong nó chia ra 6 thì nó đâu khác gì đâu. Trong khi cái phương án kia là một cái nguồn, cái mức năng lượng 100 đó thì chỉ tập trung cho một người thì nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đó thì các bạn phải nắm được những cái phần phong thủy lý thuyết nó chính phái như thế này thì chúng ta mới làm phong thủy nó thực sự nó hiệu quả. Còn nếu như các bạn cứ cố tống và nói chung là cứ có ai là có, cứ chỗ nào có cái phương vị tụ tài là cho hết tất cả vào, thì thực ra cái tác dụng của nó cũng chả khác gì cả, mà nó lại làm cho cái phong thủy của toàn bộ cái ngôi nhà của chúng ta nó xáo động, nó không theo ý của mình, thì thậm chí là nó đang từ tốt nó còn chuyển biến sang xấu cơ. Nên nếu như có dùng cái phương án kích hoạt, các bạn hãy chọn cho mình một cái người tư vấn, chọn cho mình một người có học thức cao, hoặc là theo những cái kiến thức nó thực sự phải chính phái, chứ đừng có cóp nhặt ở đâu đó ngoài sách vở, đừng có cóp nhặt đâu đó ở trên mạng thì rồi chúng ta sẽ lại phải gánh cái hậu quả những cái mong không hề mong muốn của mình. Rồi sau khi các bạn đã hiểu rồi, chắc chắn là các bạn sẽ không bị phạm sai lầm nữa, thì giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cái vị trí mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Thứ nhất là cái vị trí cung tụ tài của toàn bộ ngôi nhà, thì chúng ta sẽ xét theo cái cửa. Nếu như cửa chính của chúng ta mà mặt tiền, cửa chính ở giữa mặt tiền, chúng ta chia đôi cái mặt tiền ra nhé, cửa chính mà ở giữa mặt tiền
thì hai cái vị trí tụ tài nó sẽ là hai cái bên, hai cái phòng, hai cái góc phòng bên cuối cùng của bên trái và bên phải. Đó là hai cái vị trí tụ tài. Nếu như cửa chính mà ở giữa thì chúng ta sẽ có hai vị trí tụ tài như vậy. Các bạn nhớ lại, tôi nhắc lại là cửa chính mà ở giữa thì vị trí tụ tài nó sẽ là góc bên trái và góc bên phải của chúng ta. Khi mà chúng ta đứng từ trong nhìn ra ngoài nhé, bao giờ hướng ở trong phong thủy cũng tính là chúng ta đứng ở trong và hướng mặt ra bên ngoài. Rồi tiếp nữa là nếu như căn nhà của các bạn mà cái cánh cửa mà cửa chính ấy nó bị lệch sang bên trái thì vị trí tụ tài nó chỉ là cái phòng bên tay phải này mà thôi. Còn nếu như cái vị trí của cái cửa chính của nhà bạn nó lại bên tay phải này thì cái vị trí tụ tài này nó sẽ chỉ có bên tay trái này thôi. Đó, còn trường hợp tôi nhắc lại là trường hợp ở giữa, nếu mà cửa chính ở giữa thì hai vị trí tụ tài nó sẽ là hai bên này. Sau khi mà đã xác định được cái vị trí tụ tài này thì các bạn chỉ cần mua một cái két sắt, các bạn đặt vào cái vị trí đó, đặt vào cái vị trí mà của căn phòng đó. Và sau đó là chúng ta tới phần tiếp theo là xác định két sắt sẽ đặt ở đâu trong cái căn phòng đó. Rồi, các bạn đã xác định được là vị trí tụ tài là căn phòng nào rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lại tiến hành cái bước tương tự như vậy ở trong căn phòng. Có nghĩa là nếu như căn phòng của chúng ta cửa lệch về bên tay trái thì cái vị trí tụ tài nó lại là ở bên tay phải của căn phòng. Và nếu như cái cửa của căn phòng lệch sang bên phải thì cái vị trí tụ tài lại ở bên tay trái. Và tiếp nữa là cái phòng đó mà cửa phòng lại ở giữa thì vị trí tụ tài sẽ là hai bên. Thì bạn sẽ có hai phương án để các bạn, nếu mà vị trí ở cửa ở giữa sẽ có hai phương án để mà đặt két sắt. Đó là cái vị trí. Xong là các bạn đã xác định xong cái vị trí này. Thì bây giờ đến hướng. Hướng thì các bạn cứ xác định như này. Chúng ta sẽ đặt cái két sắt làm sao để cho nó không mà nó làm sao mà để ngang vuông góc với nhà là tốt nhất. Không để két sắt hướng ra ngoài đường và cũng không để két sắt mà hướng vào phía trong. Vì két sắt có nghĩa là giữ tiền nên bao giờ nó cũng ở vị trí ngang, chứ nó không hướng ra ngoài để mà tiền bạc nó lại bay ra mất, nó lại đi ra ngoài cửa mất. Còn cũng không để cái két mà nó lại hướng vào trong, vì nó hướng vào trong thì đến khi phải đến lúc mà hậu vận thì các bạn mới có tiền, chứ không phải là cái giai đoạn trung vận hay là không phải là giai đoạn tiền vận. Tất nhiên là giữ tiền thì lúc nào chúng ta cũng phải giữ thôi, nhưng mà làm đến đâu giữ đến đó thì nó hay hơn là đến cuối đời chúng ta mới được hưởng, đúng không ạ? Nên là tôi thì tôi đồng ý với, tôi cũng hay dùng. Và tôi rồi, đó là chúng ta đã xong cái phần an vị dành cho cái cung tụ tài của toàn bộ gia đình. Thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ an vị, nói đến phần an vị của riêng từng cá nhân. Riêng từng cá nhân thì như này, tôi đã nói cái phương pháp an vị riêng từng cá nhân ấy, thì nó sẽ áp dụng cho cái trường hợp mà có một cái người nào đó có cái nguồn thu nhập hơn hẳn những cái thành viên khác ở trong cái cuộc đất đó, trong cái căn nhà đó. Thì chúng ta sẽ an vị theo cái bản mệnh. Thứ nhất là phải theo cái bản mệnh của cái người của cái người mà chúng ta muốn làm. Thứ hai nữa là phải đặt vào cái vị trí mà nó tụ tài của cái người đó. Vị trí tụ tài này có thể là cung Thiên Mã, có thể là cung Thiên Lộc, cũng có thể là cung Quý Nhân, thì còn tùy theo là chúng ta sử dụng vào mục đích gì. Ví dụ như chúng ta muốn có nhiều bạn bè, muốn có nhiều người tốt, muốn có nhiều quý nhân luôn ở bên cạnh chúng ta, không muốn có một cái sự bất hòa, không muốn có một cái xích mích gì với những cái mối quan hệ của chúng ta, thì chúng ta sẽ để cái két sắt ở trong cái cung vị mà quý nhân để mà giữ mối quan hệ. Nếu như các bạn muốn giữ về thăng chức chẳng hạn, các bạn mới lên thăng chức chẳng hạn, mới lên được cái vị trí mà các bạn mong muốn rồi chẳng hạn, và các bạn chỉ muốn an vị ở trong cái chỗ ngồi đó thôi, trong cái vị trí đó thôi, thì các bạn có thể đặt ở cái cung cung Dịch Mã, thì các bạn sẽ được công tác, sẽ được hoạt động ở cái vị trí đó, nó được một cách nó bền lâu. Còn thứ ba nữa là về tài lộc, nếu như các bạn chỉ muốn giữ tiền thôi thì các bạn có thể an vị nó vào cung Thiên Lộc. Thì cũng là ba cái phương án mà nó rất là linh hoạt, chứ không phải là như người ta ở ngoài kia chỉ có dùng két sắt để mà giữ lại về tiền của đâu ạ. Két sắt là một nơi lưu giữ, nên có thể giữ được cả về là chức tước, có thể giữ được cả về là tài lộc, về trí tuệ, thậm chí là về con cái hay là những cái mối quan hệ nữa cơ. Thì nếu như một người mà đủ trình độ, đủ cao tay sẽ làm được tất cả những cái điều đó chỉ với một cái két sắt. Và
Như tôi đã nói rồi là nó sẽ theo cá nhân từng người một, và nó còn theo cái hướng nhà các bạn nữa. Nên là để mà chia sẻ cái phần này ở trong video này nó cũng hơi dài, nên tôi sẽ dành một cái video khác, riêng một cái video khác để tôi nói về cách an vị một cái két sắt dành riêng cho cá nhân. Thì các bạn có thể theo dõi kênh của tôi. Nếu mà có bất kỳ một cái vấn đề gì mà các bạn cảm thấy là chưa rõ thì các bạn cứ tua đi tua lại cái video này, hoặc là nhắn tin cho đội ngũ trợ lý của tôi. Đội ngũ trợ lý sẽ trợ giúp các bạn những cái thông tin mà các bạn cần. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bước thứ hai là kích hoạt cái khả năng tụ tài khi mà chúng ta dùng đấu pháp mà két sắt. Thì ở trong phong thủy đương nhiên rồi, chúng ta sẽ sau khi mà đã chọn được hướng này, đã chọn được vị trí này, thì để mà kích hoạt lên ấy, chúng ta sẽ dùng vật phẩm. Vật phẩm thì sẽ có rất là nhiều phương án, nhưng cái phương án mà có thể mang lại cho chúng ta hiệu quả nhiều nhất mà lại không tốn nhiều chi phí thì tôi khuyên các bạn dùng là cái bể cá. Bể cá, nhưng các bạn nhớ là như này nhé. Bể cá thì nước nó phải nước vòng. Tại sao phải nước vòng? Nước vòng thì để nó tụ ở dưới, nó tụ ở, tôi xin lỗi, tụ ở giữa. Nước vòng khi mà nó chuyển động tròn, mà nhớ là phải chuyển động theo chiều âm dương, có nghĩa là chuyển động từ trái sang phải, đúng theo thuận chiều kim đồng hồ. Nếu mà nước chuyển động thuận theo chiều kim đồng hồ và chậm rãi, không được nước chảy xiết, thì nó sẽ làm cho bể cá của chúng ta nó có một cái đường khí nó tụ ở giữa. Đường khí này là khí thủy, thủy khí, mà thủy thì sinh tài. Các bạn nhớ nhé, thủy khí thì sinh tài, tụ thủy thì sinh tài. Nên là nếu như cái bể cá, bể nước của chúng ta nó có cái đường nước nó chảy chậm rãi và nó tụ ở giữa, thì nó sẽ là một cái phương pháp, phương án để mà nó tụ tài rất là tốt. Nó sẽ tích trữ được, nó sẽ tích tụ được ngoài tài lộc ra còn tất cả những cái điều mà các bạn mong muốn nữa. Tất cả những cái điều mà các bạn mong muốn đó, cộng với cả cái việc mà các bạn an vị đúng cái két sắt vào đúng vị trí, thì nó sẽ mang lại đúng cái sở nguyện của gia chủ vào trong những cái gửi gắm vào cái két sắt đó. Thì cái bể cá này thì chúng ta có thể đặt ngay trên cái két sắt cũng được. Cái két sắt thì thường chúng ta sẽ để sát ở dưới, đúng không? Chứ cái làm gì có két sắt nào mà để đôn, đúng không ạ? Thì các bạn mua một cái két sắt nó vừa đủ để các bạn có thể để được cái bể cá. Nếu như chúng ta có mua những cái két sắt nó nhỏ nhỏ đâu đó khoảng 2-3 triệu, mà cái loại két sắt mà nó có mã số, có loại két sắt mà có mã số mà nó 2-3 triệu, thì cái bể cá các bạn cũng có thể là cho một cái bể cá nhỏ thôi. Cho một cái bể cá nhỏ và làm một cái máy bơm nhỏ để mà nó đủ nước, nó chảy nhẹ nhẹ vừa phải, thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Và tiếp theo là chúng ta nói tới ngoài bể cá ra thì chúng ta có thể dùng những cái vật phẩm. Vật phẩm thì sẽ có loại là để trên két, còn lại có những cái loại vật phẩm thì chúng ta để trong két. Thì thường ấy, những cái gia chủ của tôi, những cái thân chủ của tôi thấy hay thấy là cứ khi nào mà làm được một cái hợp đồng lớn, hoặc là có một cái thu nhập gì đó lớn, hoặc là có một cái may mắn gì đó, thì họ hay dành ra một chút tiền để họ đi mua một chỉ vàng, hay là mua một vài những cái đồ giá trị để mà họ cất ở trong két, thì coi như đó là một cái phần để dành chẳng hạn. Thì tôi thấy đó là một cái phương án rất là hay. Hoặc là cái két sắt của chúng ta ấy, có thể là mình để con lợn tiết kiệm ấy. Các bạn hay có những cái con lợn tiết kiệm thì chúng ta có thể là hoàn toàn là để con lợn đó vào trong cái két sắt. Thì mỗi một lần chúng ta muốn tiết kiệm, chúng ta sẽ để vào con lợn đó. Đó là cách tích tụ, cũng là một cách tích tụ tiền bạc. Và đến khi chúng ta có khoản gì đó chúng ta cần dùng, hoặc là sau này chúng ta có thể là cho lại những cái thế hệ sau, cho con cái, cho con cháu của chúng ta chẳng hạn, hoặc là Tết chúng ta lấy ra chúng ta mừng tuổi con cháu để mà chúng ta ban lộc ấy, chúng ta lại quả, chúng ta tặng vía cho người khác ấy, thì tôi thấy cái phương án đấy cũng rất là khoa học và nhất là nhân văn, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn là làm theo. Thì những cái tôi chia sẻ đó ấy, là những cái văn hóa rất là văn minh của bên Singapore và Hồng Kông mà tôi đã học được. Tôi cảm thấy nó rất là khoa học và nó cũng thực sự là nó đã phát huy rất nhiều tác dụng khi mà tôi áp dụng vào bản thân tôi. Bản thân tôi cũng có để một chiếc két sắt và trong đó tôi để một con lợn, và mỗi một lần tôi có một cái công việc gì đó mà thành công, hoặc là tôi có một cái lợi nhuận lớn nào đó, thì tôi đều mua một vài những cái vật phẩm nhỏ, hoặc là một vài tờ tiền 500.000 chẳng hạn, tôi hay nhét vào con lợn đó. Và đến khi nào Tết thì tôi bỏ hết tất cả ra, tôi mừng tuổi cho những cái đứa em và những cái đứa cháu của tôi. Còn một cái phương án nữa nó hơi mất công một chút nhưng mà cũng khá là hay, của phong cách Đài Loan, là để cái bát nước ở trong cái két đó, sáng để vào một bát nước mới và chiều thì lại thay bát nước đi. Thì tôi thấy phương án này nó cũng mang lại những cái hiệu quả nhất định của nó, nhưng mà mỗi tội là hơi mất công. Nên là
các bạn tùy các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy là mình là một người cầu toàn thì các bạn có thể là cũng vẫn cứ làm theo cái phương án, những cái phương án tôi đã chia sẻ ở trên, cộng với cả một cái phương án mà cái người Đài Loan hay dùng này, thì nó cũng mang lại rất là nhiều những cái giá trị mà tôi đã thực sự tôi kiểm chứng, tôi thấy nó đều là nó có hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái sách vở đâu. Nên các bạn cứ thử tự làm thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, những cái chiêm nghiệm của chính mình, rồi các bạn hãy comment xem là nó có mang lại hiệu quả thực sự không. Vâng, và sau video này thì tôi hy vọng là các bạn đã có cái phương án để mà an vị kết sắt, để mà tụ tài tụ lộc cho cả gia đình bạn rồi. Nếu như các bạn có cần chia sẻ thêm thông tin thì các bạn nhắn tin cho đội ngũ trợ lý của tôi và tôi sẽ sắp xếp thời gian phản hồi các bạn nhanh nhất có thể. Trong những video tiếp theo ở trên kênh Phong Thủy Phùng Gia này, tôi lại tiếp tục chia sẻ những thông tin, những cái kiến thức để mà các bạn có thể có thêm kiến thức phong thủy về nhà cửa, có thêm phong thủy về mệnh lý. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.